Bạn thân mến, nên là em tạm gọi là cao thủ. Con chim này thì nó là con chim đực, và cái cơ thể của con chim này rất là to, nó to hơn những con chim khác bình thường. Ưu điểm của con chim này thì rất là thuần, và chân thì đỏ, chân đỏ au, móng vảy cườm, rồi màu lông, kể cả tiếng hót. Con chim này hiện giờ thì đang cho từ lồng chơi xuống lồng úp để có cái hướng là đúc ra nhiều cái thế hệ con của chúng. Đấy, các bạn có thể thấy là cái ưu điểm của nó là trông rất là bồ chim, rất là to chim. Đó, những con bậu ở dưới đấy là những con non, không, vẫn chưa có cườm. Đó, hai con đứng đằng sau đuôi đấy là một cặp. Chúng ở đây ngoài làm chuồng rất là đơn giản, chim này được cái rất là thuần, cường, đầu to chưa, nhìn thấy chưa, đầu cổ rất là to,
Chim này là được cái tạo hình thể rất là đẹp. Cườm bên này cườm đỗ. Khá là cườm, bộ cườm khá là đẹp. Ánh sáng tốt hơn.
mến. Nếu như các bạn muốn mua chim giống, hãy liên hệ cho cơ sở chúng tôi ngoài miền Bắc, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, 01 63 53 05 982. Con chim đực rất là hay, đang muốn đúc ra một vài thế hệ con nữa. Đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo của chúng tôi về chủ đề con chim cô gái. Thân ái chào tạm biệt.